tin trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, khoảng 16 giờ 15 phút hôm qua ngày 20 tháng 10, trên quốc lộ 20, đoạn qua địa phận thành phố Bảo Lộc, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người phụ nữ bị thương. Trong đó một người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 49K103682 do hai phụ nữ gần 30 tuổi, chưa rõ lai lịch điều khiển, lưu thông từ hướng đường nhánh ngã ba cổng Thanh Tâm ra quốc lộ 20, đường Trần Phú, phường Lộc Tiến để đi giao hoa cho một người ở thành phố Bảo Lộc thì đâm trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 49K124075 đang lưu thông hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cho 3 người phụ nữ đi trên xe bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 2 Lâm Đồng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bảo Lộc đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nói trên. Cũng theo một số người dân, trong thời gian qua, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nguyên nhân chính là do khuất tầm nhìn và thiếu các biển báo để cảnh báo và hạn chế tốc độ.